Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ sửa một cái mạch điều hòa Fuluki. Điều hòa Fuluki Hòa Phát các bạn nhé. Cái này của nó đang bị lỗi là E4. Thì E4 thì nó sẽ là lỗi đồng quạt. Thì bây giờ mình sẽ hàn thử nhé. Bây giờ mình sẽ hàn vào đây để cho nó chạy xem là nó lỗi như nào. Bây giờ mình sẽ hàn cho các bạn xem này. Bây giờ mình sẽ test xem là nó có phải lỗi E4 không các bạn nhé. Mình cái này nó bằng mạch cơ thì mình có thể test bằng ấy được, test bằng bóng đèn. Bây giờ mình sẽ hàn cái bóng đèn này vào đây. Bây giờ mình hàn nguồn luôn vào các bạn nhé. Nguồn thì các bạn nhìn qua cầu chì đây, mà một chân qua rơ le. Thì bây giờ mình sẽ hàn nó vào. Ok. Bây giờ mình sẽ test thử các bạn nhé. Bây giờ sẽ cắm điện. Rồi. Đây cái mặt hiển thị nó đây các bạn này. Mình sẽ xoay cho đúng chiều nhé. Mình sẽ ấn nút khởi động. Đây, khi bật lên đèn nó le đóng rồi mà đèn nó không sáng các bạn này. Dòng này mình ấn test tay thì nó đây nó lỗi E4 này các bạn này. Đấy. Nó chạy khoảng tầm 1 phút. 1 phút là không có đường hồi tiếp của quạt nó sẽ báo lỗi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra phần quạt các bạn nhé. Thì để kiểm tra cái này thì mình cứ lần theo cái giác quạt này các bạn nhé. Lần theo cái giác quạt đây, nó có 3 chân đây. Mình sẽ lần về đây về xem đường mạch của nó. Thì ở đây nó sẽ về con chan. Nó sẽ đi về một con chan 3 chân này. Giờ mình đo xem là nó có bị chết không. Đây các bạn này, nó sẽ về một con 3 chân này. Và một con diốt đây. Đó, một con diốt này. Và một về chân ô tô. Trên này nó sẽ có 2 con điện trở mắc nối tiếp nhau này. Đây là 2 con điện trở 15k này. 15k. Đây. 15k. Thì các bạn đo xem mà điện trở nó còn không nhé. Điện trở này nó chết thì là quạt nó cũng không quay. Bây giờ mình sẽ đây nếu nhìn sơ bộ con điện trở này cũng thấy nó biến dạng rồi các bạn này. Đấy, nó om. Thì bây giờ mình sẽ đo con điện trở trước. Mình sẽ đo lần lượt nhé.
Đây bạn này, mình để thang đo điện trở nhé. Mình sẽ đo kiểm tra hai bên điện trở trước này. Đây là 15k các bạn này. Cái hai bên trở này là sẽ là 15k một con. Con này nó lên 5m này. 5m con này đã bị sai số này. Thì mình sẽ kiểm tra con điện trở trước nhé. Các bạn nhớ là nha, không muốn ở để quạt nhé. Và các bạn có thể tra mã nhé. Đây con chó này các bạn này. Đó, hiện tại là cho mình làm việc nó được hơi bị nắng. 15k các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thay thử một điện chó khác này. Ok. Mình sẽ kiểm tra qua diode xem nào. Qua ô tô. Ô tô thì mình để thang diode. Ok, vẫn thấy lên. Cái này nó không rồi. Bây giờ mình sẽ cắm thử nha. Đây bóng điện đây các bạn này. Đây nha, mình sẽ test. Ok. Bây giờ mình sẽ bật này. FC. Hơi quá các bạn nhé. Ok này, đèn đã sáng này. Đấy. Như vậy là nó bị chết con chó các bạn. Chết con chó 15k. Nên là nó không có lệnh để đóng cho cái đây. Khi cái quạt nó chạy nhé. Các bạn nhìn này. Khi đèn nó sáng rồi mà quạt nó không chạy nó sẽ báo lỗi E4 này. Đấy. Thì đây là mình test bằng đèn nó không có đường hồi tiếp. Thì là nó sẽ bị lỗi như thế này. Bệnh của nó là không cấp điện cho quạt. Và mình đã cấp được cho quạt rồi thì là nó sẽ không lỗi như thế nữa. Còn nếu mà các bạn muốn xóa được cái lỗi E4 này mà không cần quạt thì các bạn có thể đấu con chở từ chân con từ chân biến thế này. Con chở 30k nối tiếp lại con chở 10k thì là một chân 10k nó sẽ vào chân con âm của con tụ 25V này. Và chân 10k thì sẽ đấu vào chân đầu ra của biến thế. Còn chân giữa thì mình sẽ đấu vào con lệnh xung này. Đường hồi tiếp của quạt là được. Còn bệnh nó không chạy quạt thì là mình chỉ cần thay con 15k thôi. Đó. Mình xin dừng video tại đây. Chúc các bạn là thành công nhé. Bây giờ mình sẽ rút ra giao cho khách. Bệnh rất đơn giản các bạn nhé. Chỉ có thay con chó là xong. Các bạn nào không biết thông số, khi nó chết không biết thông số thì là con đấy nó sẽ là 15k.